món quà tặng anh ạ. Chúng ta có thể mở quà ra được không? Đúng rồi. Dạ được ạ. Mở đi, mình hãy quan tâm đến cái món quà của người tặng mình đó là gì. Lấy ra đi Bình. Lấy ra luôn. Anh có thể lấy ra cho khán giả cùng xem ạ. Ừ, cũng một chiếc rồi. Lấy ra. Lấy ra đi anh, lấy ra đi. Em cảm nhận thế nào về cái chiếc dép đó? Chứ anh thấy có ý nghĩa đó. À, cảm ơn em đã tặng anh món quà. Thế nó chỉ là một đôi dép bình thường, đơn giản, nhưng mà nó sẽ ý nghĩa và là một kỷ niệm với anh. Dạ đúng rồi, như anh nói là nó là một món quà rất là bình thường, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Ý nghĩa sâu sắc lắm đấy. Theo em, thứ nhất là như quan niệm của người xưa, thì khi mà một người con trai và người con gái quen với nhau, mình tặng một đôi giày hoặc đôi dép thì người đó sẽ đi mất. Nhưng bây giờ hôm nay em tặng một chiếc thôi, thì nếu mà được món quà trọn vẹn ý nghĩa hơn thì anh sẽ nhận được phần còn lại. Với lại là vì sao em không chọn đôi giày mà em chọn đôi dép? Tại vì khi mà dép nó thể hiện cho cái sự thoải mái, thì em muốn là cái mối quan hệ của chúng ta bắt đầu một cách thoải mái nhất. Cảm ơn. Hãy bằng mọi giá lấy một chiếc dép, tìm một chiếc dép còn lại nhé.